Vâng, mình lại xin chào tất cả anh em nhé. Có thể nói hôm nay là một ngày mà anh em ở hai đầu đất nước đua nhau lấy máy Moleskine Tap. Vừa rồi mình lên video trước là mình nhận được cuộc gọi của anh Huynh ở thành phố Vũng Tàu, đúng không ạ? Lúc 6 giờ 20 phút và bây giờ là 7 giờ 30 phút, đúng không ạ? Và mình lại tiếp tục nhận được một cuộc gọi ở phía Bắc, anh ở Bắc Giang. Mình đã ghi địa chỉ đây rồi. Đấy, và mình đang tiến hành công tác chuẩn bị đóng gói cho anh. Đấy, thì cuộc gọi điện thoại tới từ Bắc Giang. Và mình đã có địa chỉ của anh. Anh Đức, anh ở thôn Tân Xuân 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Đây là một cái tỉnh mà có thể nói trước đây mình đã từng 2 năm đóng quân ở đó, đúng không ạ? Đấy, 2 năm mình đã từng đóng quân ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Và hôm nay thì anh Đức, anh ở Lạng Giang, anh đã quyết định là ủng hộ mình một bộ máy Moleskine Tap. Thì thực tế thì anh Đức thì anh là bạn của anh, trước đây là anh Trụ, anh đã từ Bắc Giang, hai bố con đã đến cửa hàng mình đấy từ sáng sớm và anh đã mua một bộ máy Moleskine Tap rồi. Đấy, hai anh là bạn bè với nhau, đấy đều là chữa xe với nhau rất là lâu năm rồi. Đấy, và anh Đức đã tham khảo bộ máy Moleskine Tap cũng một thời gian dài và anh đã sang bên chỗ anh Trụ là hôm nọ mua của mình một bộ máy Moleskine Tap. Anh đã thao tác ở trên máy và anh thấy bộ máy có thể nói là nó quá hiện đại luôn anh em ạ. Moleskine Tap bây giờ anh em nào đã được sử dụng rồi, đúng không ạ? Anh em đã được thực tế sờ tay vào rồi, đấy, thao tác trên máy Moleskine Tap rồi thì anh em biết là cái độ hiện đại của nó, thì là có thể nói là những cái dòng máy trên thị trường hiện nay có thể là chưa dòng máy nào có thể sánh ngang với Moleskine Tap được, đúng không ạ? Đấy, và trong tương lai thì nhiều chức năng cao cấp nữa và anh em sẽ được trải nghiệm những cái chức năng cao cấp sắp tới nhé. Đấy, càng ngày máy Moleskine Tap sẽ lại càng thêm những cái chức năng cao cấp và những máy khác không thể có. Đấy, anh cũng lại quyết định ủng hộ mình hai sợi cáp luôn, đúng không ạ? Anh em lấy cáp này rất là đông. Đấy, anh em biết rồi, cáp mà kiểm tra cái dòng CKP của cảm biến ấy, cảm biến CKP của dòng xe đè ACG đấy, thì nó là một con IC tổ hợp, cho nên anh em kiểm tra rất là khó. Đấy, những anh em mà chưa nắm chắc về cách kiểm tra lắm thì có thể nói anh em rất lúng túng trong cái công tác kiểm tra cái CKP của cái dòng xe đè ACG này. Đấy, nhưng anh em đã có máy Moleskine 7 hoặc Moleskine Tap thì anh em kiểm tra nó thì cực kỳ đơn giản luôn. Đấy, tất cả máy đã làm cho chúng ta rồi. Đấy, và máy cho ta biết chất lượng của cảm biến CKP nhé. Đấy, và anh cũng ủng hộ mình luôn cái sợi cáp để kiểm tra chất lượng hai cái van gió ra đăng ti tự động của hai hãng xe là Honda và Yamaha. Đấy, thì anh em biết rồi, những cái sợi cáp ngày nay công ty thiết kế thì công ty thiết kế luôn hai cái đầu cắm cắm nguồn đây này. Đấy, rất là chắc chắn. Đấy, và không bị mô ve. Đấy, tuyệt vời luôn. Và anh thì cũng như tất cả anh em khác, đấy, mình cũng gửi tặng anh 5 tập sách sơ đồ mạch điện và mình đã đóng gói rất là chắc chắn đi rồi. Đấy, mình đã đóng gói kỹ càng rồi và mình chỉ bỏ vào trong hộp xốp và mình gửi tới anh là xong, đúng không ạ? Vậy thì qua video này thì mình cũng xin cảm ơn anh Đức. Đấy, anh ở Lạng Giang, Bắc Giang. Đấy, có thể là nơi là trước đây cũng là gần như quê hương thứ hai của mình. Đấy, đã 2 năm mình đã đóng quân ở trên đó, đúng không ạ? Đấy, còn người Bắc Giang thì cũng là rất là dễ mến và rất là thân thiết, đúng không ạ? Đấy, thì ngày hôm nay có thể nói là một ngày anh em đua nhau lấy máy Moleskine Tap. Đấy, từ phía Nam, đấy là anh Huynh ở Bà Rịa Vũng Tàu, và phía Bắc là anh Đức, anh ở Lạng Giang, Bắc Giang. Đấy, thì qua video này mình cũng xin chân thành cảm ơn hai anh đã ủng hộ đại lý của mình, đúng không ạ? Và cũng xin chân thành cảm ơn anh em thợ trong cả nước đã tin tưởng ủng hộ mình những bộ máy cũng như là sách cũng như là các sợi cáp trong thời gian vừa qua nhé. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu về các dòng máy Moleskine thì anh em vẫn cứ tiếp tục liên lạc với mình nhé để mình gửi tới anh em, đúng không ạ? Thì các dòng máy thì anh em biết rồi. Đấy, anh em có nhu cầu dùng ít, anh em không cần những cái chức năng nâng cao
thì anh em có thể dùng máy Motoken CE đấy, phiên bản tiết kiệm chi phí thì phiên bản này chỉ có 7,8 triệu thôi, đúng không ạ? Đấy, còn anh em mà cần những cái chức năng nâng cao thì anh em phải dùng tới Motoken 7 hoặc Motoken 8, đúng không ạ? Đấy thì với hai dòng máy cao cấp này thì anh em làm rất là nhiều việc, và ngày nay số lượng anh em dùng những cái dòng máy cao cấp ngày càng nhiều, và đặc biệt là Motoken 8 thì đã khẳng định được chất lượng đấy, cũng như là cái sự hiện đại của nó trên thị trường hiện nay đấy, và anh em dùng rất là đông, đúng không ạ? Vậy thì anh em cần các dòng máy cũng như là các sợi cáp rồi các tài liệu sơ đồ mạch điện thì anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình theo số máy điện thoại là 0979 407 116, mình sẽ có những cái tư vấn cụ thể cho anh em nhé. Mình cũng xin kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.